tài quá trời các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc. Dạy dạ. Ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ. Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Dù nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được hai lần. Đúng rồi. Tháng hai lần thì em thấy hơi ít chị, tháng có hai lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng bốn lần. Dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị? Người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công sức. Không có, dạ. Thấy không được. Đúng rồi, không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi. Mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Để mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Cũng còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, là nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi, khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc. Có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, có gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì, mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào mình nói, mình làm ngay lúc đó đó. Có nghĩa là con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Hay là bây giờ là thích nhau. Mà nói vài câu quê là họ thích thích thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Chị biết em tuột mà, chị đang ráng bơm em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột ơi, nói gì cho nó hết tuột ơi. Em hơi lạ đó là em học luật. Em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm, em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch? Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Tại em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vun đắp trồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống, hoặc là em về miền biển gì đó em sống, và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước, và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Dạ, mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Là mình biểu diễn nghệ thuật đi, làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn. Dạ. Hôm nay anh có mang một cái món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ, cảm ơn ạ. Thôi dạ. Kệ, đeo cho tình cảm kéo. Dạ, được rồi. Dễ thương quá. Anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất là phải biết hy sinh. Thứ hai là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là có gì mình phải nói cho nhau nghe. Chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng. Đúng không?
Dạ, anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á. Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai rồi đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà, thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm, tức là anh sẽ chia đều ra, thí dụ như lúc này em nóng hay lúc sau anh nóng. Dạ cũng được, nhưng chia anh đều. Lúc lên lúc xuống cần chia đông đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một, hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? À, nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Yeah. Chứ không có gì đâu. Yeah. Không có thấy hồi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Yeah. Bà đi xem phim ha. Yeah, rồi hỏi kỹ nhau nữa. Yeah. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Yeah. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau, cảm nhận về nhau. À, mời các bạn, chúc mừng các bạn. Cảm ơn chị. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em biết em tham gia chương trình này có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi dạ. tặng chị. Dạ. Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi, cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi, em giới thiệu về dạ, mình. Dạ, em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Dạ Đặng Công Cầu, hôm nay em 28 tuổi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật. Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. À, bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. À, bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy là đúng như vậy, chị nói là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Ừ. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn, mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm em là hay thức khuya à. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim. Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá là mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ à. Ừ. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Khuya làm gì? Phim nữa hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Trời ơi. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. À, mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. À, cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập, đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên lên lên, chịu khó dán dán lên em coi cái. Không có hói. Dán dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có không, có không, có tóc đàng hoàng. Tóc. Dài một thời gian sau có thể có. Không nên nổi. Hơi mập, hơi mập. Hơi hơi mập, hơi mập. Dạ. Hơi hơi mập thôi, còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, 1m8. Đứng dậy, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Anh tặng em. Nhìn say đắm luôn, quên. Em cảm ơn anh à.
Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì em ơi. Anh không tưởng tượng gì hết à? Không có tưởng tượng ra. Ờ vậy bây giờ là bây giờ thì quay qua anh thấy em như thế nào? Anh thấy em dễ thương. Nhìn rất là có duyên. Giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ. Anh có mập quá không? Mập dạ, giống hơi như mập anh à. Hơi mập hả? Phải đi. Ủa, tập. Sao không thích mập em? Kì dạ vậy? Em không thích mấy người mập mà em thích ốm ốm cao cao à. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy có được không? Dạ cũng được à, mà anh là ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại, dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không? Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào à? Em nói trước đi. Quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải bỏ có sự chân thành với nhau. Cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được lúc nào là nhiều hơn, nào là ít hơn? Dạ nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. Vâng, cảm ơn, hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2 Suy nghĩ thật kỹ.